Việc chúng ta lấy nhân mụn có thật sự cần thiết trong liệu trình trị mụn không? Với những bạn nào mà khi các bạn sử dụng những cái liệu trình trị mụn sẽ có những cái kem bôi trị mụn và nó sẽ bắt đầu gom cồi đẩy nhân mụn lên. Và khi mà nhân mụn đẩy lên thì nhiều bạn hay thắc mắc là ôi liệu rằng mình có cần phải là nặn nó ra không hoặc là lấy nhân mụn không? Thì như bác sĩ chia sẻ với mọi người rất là nhiều là cái việc chúng ta lấy nhân mụn nó cũng hỗ trợ cho việc là chúng ta trị mụn một cách nhanh hơn. Tuy nhiên thì các bạn nên lựa chọn những cái cơ sở nặn mụn uy tín, chuẩn y khoa, đảm bảo vô khuẩn để tránh cái tình trạng là viêm nhiễm, và họ sẽ chọn lọc được những cái nhân mụn nào nặn được và những cái nhân mụn nào không nên nặn để tránh cái tình trạng là bị sót nhân mụn và khiến cho cái tình trạng mụn tồi tệ hơn. Và khi chúng ta kết hợp với việc lấy sạch nhân mụn như vậy thì cái liệu trình chúng ta trị mụn nó cũng sẽ rút ngắn thời gian hơn này. Tuy nhiên thì cái việc chúng ta lấy nhân mụn nó cũng dễ khiến cho da của chúng ta dễ bị thâm hơn, nên nếu như có thể các bạn hãy lựa chọn những cơ sở họ lấy nhân mụn thật là nhẹ nhàng thôi nha, tránh gây tổn thương và để lại cái tình trạng thâm mụn sau đấy nhiều. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nhé.